Xin chào các bạn, chuyên mục câu chuyện vĩ nhân lại đến với các bạn đây. Có rất nhiều câu chuyện hay và bổ ích đã được kể, các bạn có thể tìm lại để nghe nhé. Những câu chuyện ấy được trích trong bộ truyện tranh Chiêu Hạc cùng Vĩ Nhân. Mọi người đã gửi phản hồi rất tốt về những câu chuyện này. Vậy chúng ta cùng theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay là gì nhé. Người lãnh đạo tinh thần vĩ đại. Khi vào tù, Nelson Mandela được phát những chiếc quần đùi của trẻ em. Ông kiên quyết không mặc vì hành động này hàm ý coi người da đen như những đứa trẻ. Được sự đồng tình của những người bạn tù, ông đã được phát quần dài. Không chỉ vậy, ông còn yêu cầu quản lý phải phát đồng phục này cho cả những tù nhân da đen khác. Lúc đầu những tên cai ngục đã cười khinh bỉ ông, nhưng về sau tinh thần đấu tranh của ông đã truyền sang nhiều tù nhân khác. Và sau 3 năm, tất cả tù nhân đều được phát quần dài. Khi Mandela bị giam, vấn đề nhân quyền của người da đen đã được cả thế giới quan tâm. Khi Hội chữ thập đỏ quốc tế tới thăm nhà tù, Mandela đã đại diện cho toàn thể tù nhân người da đen thuật lại cuộc sống khổ ải trong tù. Ông đã yêu cầu cải thiện các món ăn khó nuốt, thái độ cư xử tàn nhẫn, cưỡng chế lao động dã man với tù nhân. Hội chữ thập đỏ quốc tế đã loan tin cho cả thế giới biết điều này nhằm gây áp lực buộc chính phủ Nam Phi phải cải thiện môi trường sống tại nhà tù. Trong khi tù nhân lao động cực khổ, các quản ngục lại mang thức ăn đến trước mặt họ để khiêu khích. Mandela và các tù nhân đã vượt qua mọi cám dỗ đó và đã chạm đến lòng trắc ẩn của những người quản ngục. Họ cũng học theo và tiến hành đấu tranh tuyệt thực, yêu cầu chính phủ cải thiện hành vi đối xử với nhân viên quản ngục. Có thể nói Mandela đã phát huy tinh thần lãnh đạo, biết tập hợp ý tưởng của nhiều người da đen thành một. Tinh thần lãnh đạo của Mandela đã tỏa sáng không chỉ trong phong trào đòi nhân quyền của người da đen, mà còn trong cả cuộc sống chốn ngục tù. Qua câu chuyện trên, chúng ta rút ra được bài học rằng, người có ý chí mạnh mẽ để giải phóng tự do cho dân tộc và yêu chuộng hòa bình, thì dù ở bất cứ nơi đâu, họ cũng sẽ làm được điều đó. Người dám sống vì hòa bình là người có sức mạnh. Nhìn sâu vào nhân quả của câu chuyện, chúng ta thấy được gì nào? Nỗ lực mang lại hòa bình cho dân tộc thì nghị lực phát triển, được tự do trong nội tâm, nhiều người kính nể và yêu mến. Chúng ta cùng ôn lại câu chuyện qua các câu hỏi tư duy sau đây nhé. 1. Hành động đấu tranh trong tù của Mandela cho thấy điều gì? Hai, điều gì xảy ra nếu ai cũng có lòng trắc ẩn, thương yêu và suy nghĩ cho người khác? Ba, trong đời sống hàng ngày, khi xảy ra tranh chấp thì bạn sẽ làm gì? Các bạn thấy câu chuyện của ngày hôm nay như thế nào? Nếu bạn thấy bản thân nhận được điều gì bổ ích từ những câu chuyện này thì hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận phía dưới nha. Nào, hãy cùng chúng mình lan tỏa bộ truyện tranh Gieo Hạt Cùng Vĩ Nhân để nhiều trẻ em trên khắp đất nước Việt Nam đều có sách hay và bổ ích để đọc các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện tiếp theo.